Thưa các bạn, hôm nay mình theo chân anh em đi săn nha các bạn. Anh em rủ nhau đi săn kiếm chuột đồ mồi về chiều làm lai gai chơi. Mời các bạn cùng xem nha. Đó. Đâu. Có lắng gì anh em ơi. Kìa cái này. Tụt lưới hả? Cái này đặt ơi. Nó vô bụi bình bát rồi. Đó. Đâu. Có lắng gì anh em ơi. Cái này. Tụt lứa hả? Cái này đặt coi. Nó vô bụi bình bát rồi. Đứng dậm vậy trời. Trời. Nửa tiếng hồ mới có tín hiệu. Nè đang me, đang gịnh. Có hàng. Mưa quá trời ơi. Lặn nó hả gì rồi? Tiếp đi ai lên trển rồi.
lộn luôn á. Con này phải có hang bên đây nó ra nè. Trời, nguyên ổ chuột. Nguyên ổ chuột con luôn nè. Bây giờ tụi mình xin di chuyển qua bên nhà mộ bắt tiếp nha các bạn. Nó lại tới luôn rồi. Đó, nhúng nhích luôn là đằng phút rồi đó. Tại đây luôn. Đó. Nằm quá. Đâm được đâu vậy? Dữ lắm. Đây 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 đây. Vô nữa nè. Đấy đấy, ủng gắn mối. Trời, đây xả sạc qua đây lờ nó chứ. Mày cái này to quá, sạc quá đó. Nó có con quỷ con chó đụng cái mày. Người ta đùi nó ra. Ra trước đây hai con. Những cái tổn bắt được cũng 5-6 con rồi nha mọi người. Mình cũng không dám quay, xin mọi người thông cảm vì nó đâm máu me không rồi cũng không quay, dám quay đăng lên được nha.